đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sáng ta thể chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ. Vân Hà kính gửi lời chào tới quý thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 1 năm 2019, là buổi phát thanh lần thứ 2797 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Để mở đầu chương trình là phần tin tức thường lệ. Theo sau là một câu chuyện thời sự với Quang Nam phỏng vấn Huỳnh Anh Tú sau vụ san bằng vườn rau Lộc Hưng. Kế tiếp là phần trình bày của Khánh Ngọc qua bài Một thái độ chống luật an ninh mạng trong một đất nước đứng lên. Sau cùng là một bình luận do Song Thập trình bày qua bài Họp ít nói nhiều để che mắt dân để kết thúc chương trình tối nay. Chương trình tối nay được sự bảo trợ của một tiệm phở tại San Jose, California trong lịch vàng 365 ngày năm 2019. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay để vinh danh ông Lê Phúc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Miên Dương trình bày sau đây. Nhà cầm quyền Thành Hồ đã san bằng vườn rau Lộc Hưng. Kính thưa quý thính giả, tiếp tục theo dõi tình hình cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng vào 6 giờ sáng hôm qua ngày thứ Ba 8 tháng 1. Bạo quyền Thành Hồ lần thứ hai đã tiếp tục huy động gần 1.000 công an cùng với máy móc kéo đến bao vây và san bằng nhà cửa cùng hoa màu của dân cư Lộc Hưng. Một số người dân đã bị bắt giữ trong vụ cưỡng chiếm tàn bạo này. Người dân hốt hoảng ôm gia sản bỏ chạy như trong chiến tranh. Toàn bộ điện nước, điện thoại và Internet ở khu vực này đều bị cắt đứt. Suốt ngày hôm qua, lực lượng cưỡng chiếm đã ủi sập mọi thứ dọc theo con đường Trấn Hưng. 6 ngôi nhà mà các thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa tá túc cũng bị san bằng. Gia đình của vợ chồng cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên cũng trở thành nạn nhân của vụ cưỡng chiếm. Cho đến chiều cùng ngày, toàn bộ vườn rau chỉ còn lại một cảnh hoang tàn, gạch đá ngổn ngang. Tổng cộng sau 2 lần cưỡng chế, khoảng 200 căn nhà bị cào sập, trị giá thiệt hại hơn 200 tỷ đồng. Khu đất Lộc Hưng đã được người dân di cư từ miền Bắc vào Nam lập nghiệp năm 1954, có diện tích 60 mẫu. Sau nhiều lần cưỡng chiếm, vườn rau Lộc Hưng chỉ còn lại 5 mẫu và là nguồn mưu sinh của hàng chục gia đình từ bao năm qua. Tàu dầu Việt Nam bốc cháy ở Hồng Kông, 3 thủy thủ chết và mất tích. Một chiếc tàu dầu Việt Nam có tên là Âu Lạc Fortune đã bốc cháy ở ngoài khơi Hồng Kông vào hôm qua, thứ Ba ngày 8 tháng 1, khiến một thủy thủ thiệt mạng và 2 người khác mất tích. Giới chức Hồng Kông cho biết là 23 thủy thủ khác được cứu vớt sau khi nhảy xuống biển, trong đó 4 người bị phóng nặng đang được cứu chữa ở bệnh viện. Vụ hỏa hoạn diễn ra suốt 5 tiếng đồng hồ mới được dập tắt. Một nhân chứng kể lại, ông nghe một tiếng nổ dữ dội trước khi con tàu bốc cháy. Khi ấy, con tàu đang bơm dầu từ một xà lan, hiện chiếc tàu bị nghiêng 30 độ, nhưng không có nguy cơ bị chìm. Một số nguồn tin cho biết, chiếc Âu Lạc Fortune nhổ neo rời cảng Đông Quân của tỉnh Quảng Châu vào hôm qua và đang trên đường đi đến Thái Lan. Chiếc tàu này được hạ thủy ở Nam Hàn vào năm 2010, có trọng tải 17.000 tấn, chủ nhân là công ty Âu Lạc ở Sài Gòn. Dân Liên Chiểu tiếp tục chặn đường xe chở rác vào bãi Khánh Sơn. Hôm qua, 2 ngày sau khi xuống đường phản đối các đoàn xe chở đất đá, người dân phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng lại tiếp tục ngăn chặn xe chở rác vào bãi Khánh Sơn để phản đối tình trạng ô nhiễm quá trầm trọng. Theo yêu cầu của người dân, nhà cầm quyền quận Liên Chiểu vào chiều hôm qua đã đích thân đến nơi để trả lời các chất vấn. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Đà Nẵng không đồng ý đề nghị đóng cửa bãi rác Khánh Sơn, mà chỉ hứa hẹn là sẽ thành lập một tổ công tác để giám sát các hoạt động của bãi rác này. Cần biết là cứ mỗi ngày bãi rác Khánh Sơn bị phong tỏa,
thành phố Đà Nẵng sẽ tồn đọng hơn 1.000 tấn rác trên đường phố. Xe đò chở 22 sinh viên lao xuống vực ở đèo Hải Vân. Một chiếc xe đò chở 22 sinh viên Kiên Giang đã lao xuống vực sâu 30 thước ở đèo Hải Vân thuộc địa phận Lăng Cô Huế, có ít nhất một người chết và những người khác bị thương nặng. Tai nạn thảm khốc nói trên xảy ra vào lúc 12 giờ rưỡi trưa hôm qua, thứ ba, 8 tháng 1, khi chiếc xe đò hút văng rào chắn trên đèo, lao xuống vực sâu và lật ngửa. Trên xe là 22 sinh viên và một giáo viên thuộc trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang. Người thiệt mạng là cô Vũ Thị Thảo, 21 tuổi, qua đời trên đường đưa đến bệnh viện, trong khi những người khác đều bị thương nặng. Thái Lan bắt giữ 3 tàu cá và 21 ngư dân Việt Nam. Nhà cầm quyền tỉnh Cà Mau đang liên lạc với giới chức Thái Lan nhằm giải cứu 3 tàu cá và 21 ngư dân Việt Nam đã bị Thái Lan bắt giữ khi cố chạy vào đất Thái để tránh bão Pabuk vào tuần trước. Theo giải thích của Sở Ngoại vụ Cà Mau, 3 tàu cá này nằm trong số 38 tàu cá Việt Nam đã được Sở này xin phép Thái Lan cho vào trú bão Pabuk ở các hòn đảo thuộc vịnh Thái Lan. Hiện nay Thái Lan vẫn còn giam giữ hàng chục tàu cá Việt Nam với cáo buộc xâm nhập và đánh cá bất hợp pháp trong hải phận Thái Lan. Nông dân miền Nam đổ xô nuôi cá tra. Làn sóng nông dân ở miền Nam Việt Nam đua nhau nuôi cá tra có thể dẫn đến tình trạng cung vượt qua cầu trong vài tháng tới. Vào năm ngoái, cá tra trở thành nguồn xuất cảng thủy sản mang về lợi nhuận hơn 2 tỷ Mỹ Kim, nhưng với số lượng nuôi cá quá lớn hiện nay có thể dẫn đến tình trạng mất giá vì vượt quá nhu cầu. Theo ghi nhận, lượng cá tra xuất cảng tăng đột biến trong mấy tháng qua là nhờ cuộc thương chiến Mỹ-Hoa vì lượng xuất cảng cá rô phi Trung Cộng vào Mỹ sụt giảm mạnh. Ngoài ra, việc Hoa Kỳ hạ giảm mức thuế đánh trên cá tra Việt Nam cũng giúp đẩy mạnh lượng xuất cảng sang thị trường này. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước tính đạt 2 tỷ 3 Mỹ Kim, cao hơn mức 1 tỷ 8 Mỹ Kim của năm 2017. Philippines Airlines mở đường bay thẳng đến Hà Nội. Hãng hàng không Philippines Airlines, viết tắt là PAL, cho biết sẽ mở đường bay thẳng từ Manila đến Hà Nội, với chuyến bay đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 3 tới đây. Theo loan báo vào hôm qua, thì các chuyến bay đến Hà Nội sẽ gồm 4 chuyến một tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Riêng các chuyến bay đến Sài Gòn vẫn giữ nguyên lịch trình với 8 chuyến mỗi tuần. Ông James Bautista, Tổng Giám đốc PAL, khẳng định là sẽ tận dụng ưu thế địa lý của Philippines để biến nước này thành cửa ngõ quan trọng nhất khu vực, để đón nhận các chuyến bay từ Đông Nam Á đến các nước Nam Á, Nam Mỹ và Bắc Mỹ. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radiodlsn.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Quý thính giả, một ngày sau khi bị cưỡng chế, vườn rau Lộc Hưng bây giờ chỉ còn sót lại từng đống gạch vụn. Sau những giây phút kinh hoàng, người dân bắt đầu trở lại để thu dọn những vật dụng trong nhà mà họ chưa kịp đem đi. Anh Huỳnh Anh Tú, một cựu tù nhân lương tâm mà bây giờ đã chính thức trở thành dân oan, đã chia sẻ cảm nghĩ của anh với phóng viên Quang Nam như sau. Xin chào anh Huỳnh Anh Tú, xin anh cho biết là tình hình ở vườn rau Lộc Hưng hiện nay ra sao thưa anh?
chào quý vị và thầy ạ. Sau cái cưỡng chế ngày hôm qua, tình hình hôm nay đó, thì có thể nói là nó giống như một quả bơm vừa dội vào cái nắp rau đó. Nó tan qua hết hàng trăm căn nhà, tan nổ hết đó. Nếu anh hay là cả quý vị mà chứng kiến mà một cảnh tan tàn như vậy thì không cầm được mắt đâu. Nhà cầm quyền nói là nhà cầm quyền họ quá, không biết họ nói như thế nào, như đối người dân họ không như thế nào. Thưa anh, cái quyết định cưỡng chế trong mấy ngày qua đó, nó có là một sự bất ngờ đối với người dân ở đây không thưa? Ở đây đó thì đã 20 năm rồi, dân Bình Giao á, từ khi mà họ muốn lệnh cưỡng chế thì dân Bình Giao họ phản đối, là có đất này của tổ tiên ông bà của họ, có từ 554 rồi. Tất cả những bằng khoáng hay những cái thế mà sau 75 cũng có thì bỗng đến em thì nghe như là khoảng 590-91 vậy đó, là họ ra lệnh là đất này thu hồi đất. Thì phản từ đó đến nay thì liên tục 20 năm dân Bình Giao cũng là đấu tranh, họ muốn giành lại cái mảnh đất của mình, tại vì đất là ông bà tổ tiên họ để lại mà, họ liên tục cuộc bố. Thì kết quả là hôm qua họ cái thông báo mới dịch thông báo hôm trước là bà con cũng chưa kịp nhận, thì họ bố ráp có thể nói là từ xung quanh khu vực Bình Giao là hơn có người nói là hết 1.000 người đó, bố ráp họ công khai ủi nát hết những cái khu vực Bình Giao này. Mà những ai mà lên tiếng mình phải đổ học bắt hết, cụ thể thì anh Trần, anh Thủy nè, chị Thi nè, họ bắt hết. Cho đến giờ này đó thì những người bị bắt đã được thả chưa thưa anh Quỳnh Minh Tú? Dạ, được thả về đó anh, thả hồi đêm qua, có người thả về 11-12 giờ, có người thả về đến 2-3 giờ. Thưa anh, có biết là lý do gì mà những người này bị bắt không thưa? Thì theo biết là họ bắt khắp người lý do, tại vì nhìn chung những con người này là những người mạnh mẽ, những người có thể nói là mạnh mẽ trong bà con vườn gạch. Thì khi mà cưỡng chế ra thì họ vừa ra là bắt ra không phải lý do, bắt rồi tới đó họ là lập biên bản này cái kia dầm cho nhau họ không ký, nhìn chung là họ bắt không lý do. Dạ vâng, về trường hợp của anh đó, căn nhà của anh và chị Phạm Thanh Nghiên vừa mới cất xong chưa đầy một tuần lễ thì hôm nay đã bị ủi sập. Như vậy đó thì nhà cầm quyền họ có nói là sẽ giải quyết như thế nào không thưa anh? Dạ, tính ra thì chưa nói gì hết anh, nhưng mà anh cũng biết đó, cái nhu cầu nhà ở là nhu cầu của người dân anh. Thì giờ tôi không biết là nó cưỡng chế nhà, tôi thấy bà con người ta vẫn xây thì vợ chồng mới quyết định, tại từ khi có bé Tôm quyết định nó mua một đất nhỏ để xây căn nhà nhỏ để mình có thể mình tạo dựng một cái cuộc sống trong tương lai cho đứa bé. Thì bây giờ tất cả thành đã đóng hoàn toàn rồi, cũng phía bên nhà cầm quyền cũng chưa lên tiếng gì. Dạ thưa anh, trong ngày hôm qua đó, trước khi mà lực lượng cưỡng chế họ bắt đầu ủi sạch những căn nhà đó, thì họ có cho mình thời gian để mà dọn dẹp đồ đạc ra ngoài không thưa anh? Họ chỉ thông báo trước đó có 2 tiếng đồng hồ. Thì thật sự là chủ nhà rồi các nhà người bây giờ trời họ dội dạ thôi, họ đem đồ ra. Thật sự là nó thiệt hại mất mát nhiều lắm anh. Thì họ cưỡng chế xong thì chúng tôi cũng như là những người phòng trọ đó, người ta ở lại ta giữ đồ, có một lực lượng. Thì thật sự là sáng nay thì tất cả mà mọi nơi thì đều than van vấn đề là mất của. Bây giờ vấn đề là chưa biết em giải quyết như thế nào anh. Thưa anh, còn về những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa mà họ tá túc nơi đây đó, thì hôm nay họ ra sao thưa anh Tú? Dạ, bây giờ đi đâu cũng không biết nữa. Tới đây họ cưỡng ép là thương binh lên phường. Họ nói thật có thể là cho mỗi người 2 triệu. 2 triệu là cũng gần như là cho các chú đi về quê. Các chú thực tế là một chú có được nhà con cháu, có một số chú đâu có nhà đâu. Vậy là họ tiếp tục là phải sống một cuộc đời bơ vơ mà không có nơi nương tựa, không có nhà cửa. Dạ. Thưa anh, theo tin tức chúng tôi ghi nhận được đó là vào ngày hôm qua, trong lúc mà lực lượng cưỡng chế đang ra tay ủi sập các căn nhà đó, thì lực lượng công an cũng đã phong tỏa dòng chú cứu thế, không cho các vị linh mục đến nơi đây. Thì anh có ghi nhận gì về việc này không ạ? Thực tế là không tích đó là mình thứ nhất là mình nghe bà con sau này nói lại. Có nghĩa là không những các cha ở những cứu thế và tất cả những anh em mà đấu tranh tới là họ cho công bằng đó là đều phải bị cắt gác, không cho bất cứ một ai ra khỏi nhà. Rồi bây giờ đó anh cũng như là những người dân ở đây dự định sẽ làm gì thưa? Đúng rồi, đến tương lai thì giờ còn giờ tương lai ở đâu nữa anh? Về tạm thời đồ đạc là tôi gửi cho người quen, và thật sự là tương lai hai vợ chồng không biết học đi ở đâu. Nếu mà hỏi cho mình yên không, có thể là khả năng mình mướn nơi khác cũng được, nhưng mà họ có cho mình yên không thì vấn đề là tương lai nó mù mịt lắm anh. Mà thương cho đứa bé cái cũng có một cái ơn Chúa được anh chị ở đây
do một số người người ta thương thì cũng bảo bọc, nhưng người ta bảo bọc mà một thời gian thôi, đâu phải là bảo bọc mãi đâu, thì tương lai nó đen tối lắm. Dạ. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Huỳnh Anh Tú. Dạ, trước hết tôi cũng cảm ơn Đài Đáp Lời Sông Núi có lời hỏi thăm và chia sẻ bà con vườn rau Lộc Thân Linh. Sau đó cũng cảm ơn Đáp Lời Sông Núi đã phát cho các quý khán giả trong cộng đồng quốc tế, trong và ngoài nước nghe được những cái thông tin mà thông tin tàn ác của nhà cầm quyền cộng sản. Khi nào đạt thành mộng ước, phần nước trong tay ta là quyền của quân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tham quyền cố vị, vừa đuôi mù trước bước đi bất khả vãn hồi của tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Luật an ninh mạng chỉ là một cố gắng vô vọng của một tập đoàn tội ác đang đứng bên lề vực thẳm. Trong tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe bài viết của Trần Trung Đạo với tựa đề Một thái độ chống luật an ninh mạng sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Dưới chế độ cộng sản, hai lý do chính làm cho con người luôn phải sống trong sợ hãi. Một là do khủng bố cộng sản và hai là do trình độ nhận thức của người dân chưa được nâng cao đủ để có thể vượt qua sự sợ hãi. Một câu danh ngôn quen thuộc nhưng không đề tác giả. Sự sợ hãi luôn gây ảnh hưởng vào dân chúng khi dân chúng thiếu học. Tiến sĩ Archie Brown, giáo sư chính trị học Đại học Oxford, Anh Quốc, trong tác phẩm Sự vươn lên và sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, nêu ra 8 lý do khiến chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, trong đó lý do hàng đầu không phải là kinh tế hay quân sự, mà là sự thay đổi xã hội. Sự chuyển hóa tri thức là một tiến trình không thể bị ngăn chặn bởi bất cứ một cơ chế độc tài nào. Tại Việt Nam, trong lúc những người muốn đem lại sự thay đổi cần thiết cho đất nước chưa đủ sức chống lại bộ máy khủng bố công an trị của Cộng sản, chắc chắn họ sẽ thắng trong mặt trận thứ hai, nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mỗi con người trong xã hội và đất nước. Những kẻ cai trị bằng nhà tù và tẩy não tại Việt Nam hiện nay dù đui, mù, câm điếc, cũng biết ngày tàn bạo Chúa sẽ diễn ra theo quy luật xã hội và hình phạt dành cho họ sẽ tương xứng với tội ác mà họ gây ra cho đất nước. János Kodor, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Hungary và là một kẻ phản quốc theo Liên Xô để tàn sát đồng bào mình sau cách mạng Hungary 1956. Sau 1960, János Kodor thay đổi đường lối cai trị bằng các chính sách ôn hòa hơn, nhưng tội ác do y gây ra không vì thế mà được quên đi. János Kodor chết ngày 6 tháng 7, 1989, 3 tháng trước khi chế độ Cộng sản tại Hungary sụp đổ. Ngày 2 tháng 5, 2007, mộ của János Kodor đã bị đào lên. Nhiều xương cốt kể cả xương sọ của y bị lấy đi và một dòng chữ trích từ một bản nhạc rock như một bản án được để lại bên cạnh mộ y. Những kẻ sát nhân và phản bội không nên để nằm yên trong vùng đất thánh 1956-2006. Những kẻ sát nhân và phản bội tại Việt Nam nên học kỹ bài học János Kodor để qua đó đọc trước bản án mà dân tộc Việt sẽ dành cho họ. Như Karl Marx có lần định nghĩa, tự do là thấy được tính tất yếu trong xã hội. Một trong những mục đích của bộ máy tuyên truyền cộng sản là trồng cấy trong nhận thức con người niềm tin vào số phận. Trong thời kỳ nô lệ tại Mỹ, không phải người nô lệ da đen nào cũng oán ghét, căm thù chủ nô da trắng. Không ít trong số họ chấp nhận cuộc đời nô lệ như một số phận an bài.
họ không mơ ước giàu sang phú quý, xe hơi nhà lầu, những thứ họ cho rằng đã nằm ngoài số phận mà chỉ mơ ước có chiếc giường cũ trong góc vườn để nằm xem trời sao như Clara Davis, một tác giả da đen kể lại trong hồi ức của bà. Không ít người Việt cũng thế, họ chấp nhận cuộc đời như số phận an bày, mơ ước và nỗ lực của đời họ chỉ để đủ ngày ba bữa cơm ăn, lo cho con học hành để mai mốt kiếm một công ăn việc làm ổn định, còn chuyện xe hơi nhà lầu vượt qua số phận dành cho họ. Nhận thức đó cần phải thay đổi và sẽ được thay đổi. Mục đích của đảng qua cái gọi là luật an ninh mạng vừa rồi là để người dân tiếp tục chấp nhận số phận dành cho họ. Nhưng thực tế sẽ không diễn ra như ý đảng muốn. Để duy trì quyền cai trị, từ năm 1983, Cộng sản Việt Nam đã chọn con đường tự diễn biến qua các chương trình đổi mới. Ánh sáng tin học và luồng gió văn minh qua các kẽ hở đổi mới thổi vào Việt Nam. Ngày này đứng trước khả năng tức nước vỡ bờ, đảng không dám và không thể đưa dân tộc trở lại thời kỳ trước năm 1983. Trình độ nhận thức của người dân Việt hôm nay có thể kém hơn so với người dân Nga hay người dân Tiệp năm 1990, nhưng không còn là người dân Việt của giai đoạn 1954. Khi phê phán xã hội, một người thường có khuynh hướng nhìn vào các mặt tiêu cực. Nhưng đừng quên, cạnh những đám thanh niên nam nữ cởi chuồng ngoài phố để mừng một trận đá banh, cũng đang có hàng ngàn thanh niên khác đang âm thầm học hỏi và tham gia vào tiến trình cách mạng xã hội trong điều kiện và hoàn cảnh của mình. Một cô giáo dạy học sinh sống theo tinh thần chân thiện mỹ, một anh đi xe thồ biết dừng lại để hô đả đảo Trung Quốc xâm lược. Họ không để lại tên tuổi trên báo, trên đài, nhưng chính là những người đang góp phần viết nên chương mới của lịch sử Việt Nam. Trên con đường đầy gai góc, lấp một miệng hố rộng hay nhặt một cái đinh nhỏ cũng đóng góp vào cách mạng dân chủ. Thái độ chống luật an ninh mạng tích cực nhất, vì thế là coi như nó không có và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nâng cao ý thức về quyền và trách nhiệm của người dân. Người Việt dấn thân hiện diện trên khắp các nẻo đường đất nước, họ không sợ và thậm chí không thèm để ý đến cái gọi là luật an ninh mạng. Họ vẫn nói, vẫn viết như đã nói và viết vào ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Họ vẫn tiếp tục theo đuổi các dự án đã được phác họa trước ngày 31 tháng 12 năm ngoái. Cái thống an ninh mạng chẳng thể nào che được mặt trời sự thật sáng ngời trong đôi mắt họ. Chẳng thể nào đậy kín được niềm tin và tương lai rực rỡ trong tâm hồn họ, và chẳng thể nào ngăn được bước đi của thời đại họ. Dòng chảy văn minh đang chảy về phía trước, và ngày tự do cho quê hương sẽ đến không xa. Háo danh, khoe khoang thành tích nhưng thiếu thực chất và thực tâm là căn bệnh trầm kha của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Phạm Trần với tựa đề "Họp ít, nói nhiều để che mắt dân" sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Hội nghị Trung ương 9 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc chỉ sau 2 ngày làm việc là ngày 25 và 26 tháng 12 năm 2018. Đây là thời gian ngắn nhất trong lịch sử đảng, nhưng lại nói nhiều để giấu dân những việc làm trong bóng tối. Có 4 việc chính đã xảy ra tại kỳ họp được khua chuông gõ mõ nhiều nhất trong năm 2018. Đó là, thứ nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 21 ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong tổng số 24 người, kể cả 3 người đứng đầu gồm Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Có 3 người được miễn lấy phiếu kỳ này gồm ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh vì đã nghỉ bệnh lâu dài và 2 ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trần Thanh Mẫn,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới được bầu bổ sung vào Ban Bí thư ngày 9 tháng 5 năm 2018, nên chưa đủ thời gian công tác theo quy định. Nhưng sau khi lấy phiếu xong ngày 25 tháng 12, Ban Chấp hành Trung ương lại họp kín vào ngày hôm sau để nghe tường trình kết quả. Điều thứ hai là Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét cho ý kiến về việc giới thiệu 205 nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu tiên cho nhiệm kỳ Đảng khóa 13 là từ năm 2021 đến năm 2026. Con số 205 nhân sự này ít hơn số gần 250 người đã được chính Nguyễn Phú Trọng loan báo hôm khai mạc 25 tháng 12. Thông báo cuối cùng của Hội nghị chính đưa ra ngày 26 tháng 12 năm 2018 đã không giải thích tại sao có sự sai biệt này và họ là thành phần nào trong xã hội. Nguyễn Phú Trọng nói chắc như bắp rang. Các đồng chí được giới thiệu vào quy hoạch đều được các địa phương, cơ quan, đơn vị đánh giá tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác, uy tín và triển vọng phát triển. Nhưng đến khi chọn giới thiệu thì ông Trọng lại nói, đã ghi phiếu và bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, dân chúng và kể cả các đảng viên cũng không biết tên tuổi những người này. Theo tiến trình chọn lựa thì Bộ Chính trị sẽ quyết định đóng danh sách cuối cùng dựa theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược do Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Kỳ này nhằm tạo uy tín cho sự lựa chọn của mình, Trọng nhắc lại tiêu chuẩn đã nói nhiều lần. Tuyệt đối không được thiên vị cá nhân. Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, hay có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực. Theo lộ trình của Nguyễn Phú Trọng thì khóa đảng 13 sẽ diễn tiến cẩn thận. Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc chắc chắn, chặt chẽ. Quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau đó mới đến các chức danh chủ chốt. Cái lý do mà Nguyễn Phú Trọng cẩn thận vì điều lệ đảng không cho phép ông làm Tổng Bí thư quá hai nhiệm kỳ. Đến hết nhiệm kỳ 12, tức đầu năm 2021, ông Trọng sẽ 77 tuổi là quá già yếu để có thể tiếp tục đứng đầu đảng hay đứng đầu nước. Do đó, ông sợ nếu làm hỏng công tác nhân sự cho khóa đảng tương lai thì ông sẽ bị lên án nói nhiều mà làm không được, và bị bồi đèn trong lịch sử đảng. Việc thứ ba được loan báo là Trung ương đã nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018, nhưng nội dung cũng không được công bố cho dân biết, chỉ thấy ông Trọng tự khoe rằng Ban Chấp hành Trung ương khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên quyết bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Nhưng cái chủ quyền quốc gia mà Nguyễn Phú Trọng nói có bao gồm Biển Đông đang bị Trung Cộng đe dọa ngày đêm không? Lý do thắc mắc về Biển Đông Di đã từ lâu, trong nhiều trường hợp, đặc biệt trong hai bài diễn văn, khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 9 lần này, không nghe ông Trọng nói đến vấn đề Biển Đông. Chẳng lẽ Biển Đông đã hòa bình rồi ư? Hay là lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự quên Hoàng Sa và Trường Sa là của tổ tiên người Việt để lại chăng? Việc thứ bốn xảy ra tại hội nghị chính là Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cách chức ông Tất Thành Cang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành Hồ. Cang bị tố cáo lạm quyền và gây hậu quả nghiêm trọng trong nhiều dự án và chương trình kinh tế, kể cả vụ Thủ Thiêm. Như vậy, ngoài vụ Tất Thành Cang, mọi vấn đề quan trọng khác tại hội nghị Trung ương chính đều diễn ra trong bóng tối. Mặc dù mọi người đã phải nghe ông Trọng nói đến mỗi tai.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Lê Phúc, sinh năm 1951, bị bắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2012, hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm với bản án 15 năm tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc dlsn@gmail.com hoặc tại địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt. Thank you.